Hello, chào các bạn. Hôm nay như mọi ngày mình sẽ tiếp tục đọc kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là vui nhộn. Câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện Hỏa Gia Cập. Câu chuyện như sau, mời các bạn cùng lắng nghe. Một con thỏ trắng như cục bông, tai dài tuyệt đẹp, hai mắt đỏ hồng ương ước đầy tình cảm, đang đi lảo đảo trong rừng sâu, nó vừa khóc vừa thở dài. Thỉnh thoảng lại giơ bừa một ngọn cỏ cho vào mồm nhai. Bỗng gầm một tiếng như sấm dậy, một con cọp khổng lồ hiện ra, răng nanh nhe và bóng như gương, lông nhằn gực pha đen đầy đe dọa. Nhìn thấy cọp, thỏ kêu lên một tiếng lanh lảnh như kẻ con kêu lên mẹ về, mẹ đi chợ về. Nó thu hết sức lực, nhảy tung tăng trước mặt cọp. Và cúi chào: "Thưa ông, con xin chào ông." Cọp mở to cặp mắt sáng quắc nhìn thỏ ngạc nhiên: "Mày là đứa nào?" Trong bụng hơi kinh ngạc, nhưng thỏ vẫn lấy hết sức bình tĩnh để trả lời: "Con là thỏ chứ ông đã gặp nhiều lần." Cọp gầm một tiếng, trả ra xác nhận cũng chả ra phản đối, rồi oai nghiêm hỏi: "Mày kiếm tao có chuyện gì?" Thỏ ngửa mặt lên trời cười 3 tiếng, sau đó khóc 3 tiếng, rồi gung gung bao cọp: "Thưa ông, con tới để mong ông ăn thịt con." Cọp ngạc nhiên: "Sao lạ vậy? Mày không sợ chết hả?" Thỏ quỳ xuống, đập đầu vào tảng đá: "Thưa ông, đằng nào con cũng chết, vậy ta làm mồi cho ông bây giờ còn danh giá hơn." Cọp ngơ ngác: "Vì đâu nên nổi thế?" Thỏ khóc: "Vì con là thỏ nuôi, thưa ông. Bố mẹ con cũng là thỏ nuôi, chỉ con, ông bà nội con là thỏ rừng. Chuyện dài dầm lắm không mẹ." Cọp quan tâm: "Ta nghe này, mày kể đi." Thỏ sức sùi: "Ông bà nội đẻ một bố con ra trong rừng sâu, được một người đi 2 củi nhặt được." Cọp ghêu: "Y như chuyện chú bé tí hon, lạ lùng với trí thức của cọp." Nhưng thỏ nhanh chóng kể tiếp: "Người 2 củi mang cha con về bán cho một ông chủ trang trại. Ông này cho cha con ăn rau sạch nè, uống nước sạch và nằm trong chuồng sạch. Rồi cha con gặp mẹ con, vốn cũng đã ở trang trại từ lâu. Giữa 2 người nảy sinh một tình cảm đầy lãng mạn và trong sáng. Họ lấy nhau mà không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt trình độ, cũng không có mắc bệnh ung thư như phim Hàn Quốc. Tóm lại, hôn nhân của họ trôi chảy và họ đẻ con ra. Cùng các chị em con, cọp có vẻ xấu hổ." "Sao nữa?" Họ thổn thức: "Cuộc sống đam đềm trôi qua, bộ con ăn rau cải, uống nước khoáng và nhảy múa dưới chân, thì đùng một cái, có người phát hiện ra thủ này, loại thỏ này là động vật hoang dã, cần phải tịch thu để thả về rừng."
cọp thở dài. Cũng hơi hợp lý, thỏ rên rỉ. Thưa ông là người có học, chắc ông hiểu cái gì trong xã hội cũng phải có quá trình. Tì gốc gác quan dạ. Nhưng bao nhiêu năm nay sống trong môi trường nhân tạo, những kỹ năng hái lượm, chạy trốn, đuổi bắt bò hang đều không dùng tới. Khôn quên sạch cả rồi. Đùng một cái cho con về gần, chả khác nào mang con bỏ mồi đứa khác. Tam ngâm ở châu Phi, khi tê giác và voi bị săn bắt quá, người ta cũng tập trung lại nuôi và thả về gần đó thôi. Thỏ kể, ông nói đúng. Thứ nhất, do ông là cọp thì bao giờ ông cũng đúng, nhưng họ không bao giờ thả hết mà chỉ thả từ từ, sau khi cho các con vật có thời gian làm quen với nhiều kỹ năng tổ tiên để lại. Chứ đang nằm trong salon, đang trong phòng máy lạnh mà dứt ra nơi quan sơ thì người còn chết không chi con. Cọp gật gù. Phải. Thỏ nhăn nhó. Con nói mãi cũng ai chẳng nghe. Người ta đùng cho con lên xe, thả con vào đây không có rau cải được rửa sạch, không có nước mát máy lạnh, con bị đói và kiệt sức. Đã 3 ngày rồi, con biết đằng nào mình cũng chết. Vậy thà chết dưới gân ông còn nhanh và có lý do chính đáng hơn là để chết đói trong rừng. Ông làm ơn xới con đi. Cọp khóc nấc lên. Thỏ ơi, tao cũng muốn giúp mày, nhưng tao không là cọp. Tao cũng là cọp nuôi vừa được thả vào đây, tao có biết ăn thỏ sống bao giờ đâu. Thôi, hai đứa mình ôm nhau cùng chết vậy. Thế là con thỏ với con cọp đều là thỏ nuôi và cọp nuôi, không phải là động vật hoang dã, cho nên họ cũng cọp không quen ăn thịt sống. Vì vậy hai con thỏ đều sống, cọp cũng sống, hai con ôm nhau mà khóc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Thấy câu chuyện có vui không à? Vui nhớ theo dõi clip tiếp theo nhé.